Xin chào các bạn, nếu các bạn đang tìm một cái mẫu mộ công giáo đẹp, sang trọng, đơn giản và rất dễ vệ sinh thì đơn vị mình xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu mộ như thế đang được anh em lắp đặt tại Yên Thành, Nghệ An. Hiện tại như các bạn đang thấy trên màn hình thì hai cái bậc bên dưới, mỗi bậc thì được ghép từ 4 viên. Làm ghép như thế này ấy, thì nó sẽ giảm được cái chi phí. Còn nếu như gia đình các bạn không đặt nặng về cái vấn đề kinh phí thì mình có thể làm hai viên liền luôn thì nó rất là đẹp và giá trị. Đây là cái công đoạn ghép hai cái bậc đầu tiên. Thì các bạn có thể thấy là xi măng dính rất là bẩn, nhưng mà chỉ cần lau đi một chút thôi là sẽ sạch bóng ngay. Nếu mà những cái mẫu mộ có họa tiết chạm trổ cầu kỳ thì mình không thể lau chùi bằng tay mà sạch được, mà mình phải dùng máy. Riêng cái viên trên cùng này là một viên liền nguyên khối các bạn nhé. Viên này là cái viên giá trị nhất. Mẫu mộ này thì có một cái giá cả rất là phải chăng thôi. Thì các bạn hãy gọi điện ngay cho mình để mình báo giá cho các bạn. Vì một số lý do nên là mình không thể báo trên cái video này được. Mong các bạn rất là thông cảm. Nếu các bạn muốn tham khảo bất cứ giá cả của mẫu lăng mộ nào hay cả về các sản phẩm đá mỹ nghệ như là đình, chùa, nhà thờ họ thì mình đều có thể thi công được hết các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt follow để có thể theo dõi cái kênh của mình, sẽ có những cái video về lăng mộ đá rất là đẹp. Xin chân thành cảm ơn.